Đổi nhà thành chùa. Đời nhà Đường ở Giảng Châu, huyện Kim Thủy, có ông Thị Lan họ Đặng, từ xưa đến nay rất tin đạo Phật. Một ngày kia, thấy một cây gậy trên đầu có khắc tượng một vị thầy, bèn đem về nhà cắm ở vách. 2-3 năm sau, ông bỗng bị bệnh chết đi, nhưng ngực còn hơi ấm nên người nhà nghi mà chưa khâm liệm. Qua đêm sau ông tỉnh lại, khóc nước mắt chảy ròng kể rằng: lúc ta mới chết, có hai người cưỡi ngựa dắt ta vào cửa một thành lớn. Trước sảnh đường, thấy rất đông người đang bị xiềng xích. Vị vua đang tức giận, đang muốn chất vấn tôi. Lúc đó, có một vị sa môn, tướng mạo xấu xí, bước vào sảnh đường. Vị vua vội cung kính đứng dậy, chắp tay quỳ lại nói rằng: đại thánh, vì sao ngài đến đây? Sa môn nói: Thị Lan này là đàn vị của tôi, vua nên tha cho y. Vua nói: nay đã quyết định, số đã tận, thực lộc đã hết, khó mà tha thứ được. Sa môn nói: trước kia ta ở trên thiện pháp đường, ở cõi trời thứ 33, Đức Phật đã phán cho ta được cứu những định nghiệp của kẻ có tội. Từ bấy lâu nay, huống chi gã Thị Lan không phạm trọng tội, sao lại không cứu được? Vua nói: đại nguyện của đại sĩ vẫn chắc bất động như núi kim cương, tôi tuân theo lời chỉ thị, tha cho y trở về nhân gian. Sa môn rất vui mừng dắt tay tôi dẫn vào đường xóm. Khi đang muốn ra đi, tôi hỏi rằng: thầy cứu tôi là đại ân nhân của tôi, thỉnh cho biết pháp hiệu để nhớ ơn. Vị sa môn trả lời rằng: ta là Địa Tạng Bồ Tát, xưa kia Thị Lan dọc đường có nhặt được cái gậy có khắc tượng của tôi, tuy chưa rõ biết, đem về cắm trên vách vì niềm vui của trẻ mà khắc tượng trên đầu cây gậy. Mới khắc nửa chừng được đầu gậy, còn chưa xong nên hình dung xấu xí, Thị Lan còn nhớ không? Nói xong thì biến mất. Thị Lan tỉnh dậy, thấy cây gậy cắm trên vách chỉ còn đoạn đầu, bèn thuê thợ lấy gỗ đàn hương tạc lớn lên 5 tấc. Pho tượng thường tỏa ánh sáng soi khắp cả gian phòng. Thị Lan lại tạc thêm một pho tượng lớn hơn, bỏ nhà làm chùa, gọi là Địa Tạng Đài, phụng thờ tượng nhỏ bên trong, để thập phương thiện nam tín nữ xa gần chiêm ngưỡng. Ha ha ha,